Chào mừng các em đến với kênh Thầy Lem. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 9, trang 42-43 sách giáo khoa. Viết bài tập làm văn số 1, văn thuyết minh. Một là mã đề tham khảo. Đề 1, cây lúa Việt Nam. Đề 2, cây ở quê em. Thì đây là cái dạng đề chưa có hoàn tất, dành để giáo viên và các học sinh lựa chọn bổ sung. Nên chọn đối tượng thuyết minh cụ thể để cho sát với thực tế mỗi địa phương. Đề 3 là một loài vật, một loài động vật hay vật nuôi ở quê em. Đề 4 là một nét đặc sắc trong di tích thắng cảnh quê em. Nên chọn đối tượng thuyết minh cụ thể cho sát với thực tế mỗi địa phương. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái đề tham khảo gồm cái dàn bài và gồm cái dàn ý và bài văn mẫu thì các em có thể tham khảo. Đầu tiên đó là đề cây lúa Việt Nam. Thì chúng ta sẽ lập dàn ý đó là mở bài chúng ta sẽ giới thiệu chung về sự gắn bó cây lúa trên đồng ruộng Việt Nam. Có thể dẫn thêm ca dao tục ngữ về cây lúa. Thân bài thì chúng ta nêu khái quát vai trò quan trọng của cây lúa đối với nông nghiệp Việt Nam. Đó không chỉ là nguồn lương thực chủ yếu mà còn là truyền thống. Đặc điểm cây lúa thì cây lúa sống chủ yếu nhờ nước nên được gọi là lúa nước. Thân cây thẳng, nhỏ và dài, cao chừng 60-80 cm. Cấu tạo rễ thân ngọn. Phân loại thì có hai loại là lúa nếp, nấu lên dẻo và mềm, và lúa tẻ là hạt lúa làm nên bữa cơm hàng ngày khi nấu sẽ nở ra. Cách trồng lúa thì gieo lúa, hạt lúa sau khi ngâm ủ kỹ càng được gieo mọc thành mạ. Cấy lúa, cấy mạ xuống đất, đất đã ngập nước và được một thời gian để cho đất mềm, phù hợp với giống cây ưa nước. Chăm sóc thì chúng ta thường xuyên thăm lúa để phát hiện sâu, chuột. Giai đoạn này đôi khi gặp phải mưa bão sẽ rất là vất vả. Rồi tiếp theo là phần gặt lúa thì khi lúa trĩu bông chín vàng thì gặt về và phơi phóng bảo quản. Sản phẩm từ cây lúa là lương thực thiết yếu, làm nên nhiều cái đặc sản vùng miền các nơi như các loại bánh, cốm, cơm, lam. Lá thân lúa làm rơm rạ thức ăn trâu bò, gắn với truyền thống lâu đời của nước ta liên quan đến một số lễ hội. Là gương mặt nông thôn Việt, là tuổi thơ của những đứa trẻ khô ông quê. Kết bài thì chúng ta nêu cây lúa vô cùng quan trọng trong đời sống người dân Việt Nam. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cùng theo dõi một bài văn mẫu. Đối với người Việt chúng ta, cây lúa không chỉ là một loại cây lương thực quý mà còn là một biểu tượng trong văn chương ẩn dưới bát cơm, hạt gạo. Việt Nam, một nước có nền kinh tế nông nghiệp từ hàng ngàn năm nay, từ một nước thiếu lương thực trầm trọng trong những năm chiến tranh nhưng hiện nay, nền nông nghiệp của nước ta không chỉ sản xuất ra đủ một lượng lớn lương thực, đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường lớn trên thế giới. Trong đó, ngành trồng lúa ở nước ta là một trong những ngành sản xuất lương thực vô cùng quan trọng và đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới. Đối với người Việt nói riêng hay phần lớn dân Á Châu nói chung, cây lúa tên khoa học là Oryza sativa và hạt gạo là một loại thực phẩm hết sức gần gũi và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong dinh dưỡng. Ngay từ khi còn trong lòng mẹ, chúng ta đã làm quen với cơm gạo và lớn lên theo cây lúa cùng hạt gạo. Với bản sắc văn hóa nông nghiệp, cây lúa và hạt gạo còn là biểu tượng của cuộc sống. Ca dao khẩu ngữ của chúng ta có câu người sống về gạo, cá bảo về nước, hay em sinh là em sinh như cây lúa, vân vân. Qua hàng nghìn năm lịch sử, lúa đã trở thành cây lương thực chủ yếu nuôi sống các thế hệ người Việt cho đến nay. Trong đời sống tinh thần của con người, cây lúa đã gắn bó thân thiết vô cùng. Điều đó nó được thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ hàng ngày, trong cách nói, cách đặt tên, gọi tên từ cửa miệng của những người hai xương một nắng. Bắt đầu từ lúc ném hột mọng xuống đồng,
thông thường ném buổi sáng thì buổi chiều mọng ngoi lên, tức là rễ đã bám được vào đất và mầm nhọn đã có xu hướng lên trời. Bác nông dân hoàn toàn có thể yên tâm vì nó đã sống được trong môi trường nước đích thực của nó. Qua hôm sau, mầm nhú lên cao hơn, bắt đầu có chút xanh xanh, người ta bảo là mạ đã xanh đầu. Mạ cũng có gan, gan mạ nằm ở thân non, dễ bị gãy nát. Nhổ không khéo, nhỡ để dập gan thì dãnh quả, cái dãnh mạ nó sẽ chết. Cấy xuống được vài ba hôm thì lúa đâm rễ mới, gọi là bén chân hay đứng chân. Cũng như chữ ngồi ở trên, chữ đứng chân rất chính xác, rất hình tượng. Vì chỉ vài ba hôm trước do mới cấy, mọi cây lúa đều ngã nghiêng, siêu vẹo, thậm chí có cây còn bị nổi lên mặt nước nữa. Nhưng giờ đây đã đứng chân được, tức là cũng giống như người ta. Có một tư thế đứng chân vững vàng, đã chắc chắn bám trên mặt đất. Khác với lúc nảy mầm, cây lúa sinh sôi bằng cách đẻ nhánh, nhánh con, nhánh cái thi nhau mọc ra, tầng vần thành khóm. Vào khoảng tháng 2 âm lịch, khắp cánh đồng mơn mởn màu xanh, dáng cây thon thả, mềm mại. Sắc lá non tơ đầy sức sống gợi cái gì đấy tươi trẻ, xinh xắn, dịu dàng. Đó chính là lúc cây lúa đang thì con gái, thời đẹp nhất của đời lúa, đời người. Gặp hôm trời quang mây tạnh, đứng ở đầu làng mà trong, cánh đồng trải bát ngát đẹp tưởng tranh. Hết thời kỳ xuân xanh, lúa chuyển sang giai đoạn tròn mình, đứng cái rồi ôm giọt, ôm đồng. Đồng lúa to nhanh, nắng mưa rồi mỗi ngày mỗi khác. Lúa chim lấp ló đầu bờ, hãy nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Nếu mưa thuận gió hòa thì chỉ 10 hôm là lúa trổ xong. Nhưng chẳng may gặp kỳ khô hạn thì đồng không trổ lên được, người ta bảo bị nghẹn, nghẹn là cực lắm rồi, là có cái gì đó nó vương vướng như uẩn ức trong lòng. Ngoài ra cũng có thể bị ngã, bị nằm lúc gặp gió lớn mưa to. Ông bà ta sợ nhất là cái cảnh này, vì mấy tháng trong cây đã sắp đến ngày hái quả. Nếu chẳng may bị ngã non thì hột thóc sẽ lép lửng coi như hỏng ăn. Còn lúa nằm dưới nước, ngậm độ vài ngày thì hột thóc trương lên, nứt nanh và nảy mầm ngay trên bông. Mầm nhú trắng trong xót ruột về khoe vui với nhau. Thóc nhà tôi nhe răng cười ông ạ. Người nông dân xưa nay vốn mộc mạc chất phác, chẳng phải họ văn vẻ gì đâu, chỉ vì gần gũi quá, thân quen quá. Ban ngày bắt cuốc ra đồng thăm lúa, ban đêm giấc mơ toàn thấy những cây lúa. Lúa là đói no, là người bạn, có thể sẽ chia nỗi niềm, buồn vui tâm sự. Trải qua chiều dài, các thế hệ, đời lúa lặn vào đời người, và rồi đời người lại chan hòa, gửi gắm vào đời lúa thông qua những cái từ ngữ nôm na, những cái tên gọi sinh động kể trên. Cây lúa gần gũi với người nông nhân, cũng như bờ tre khóm chuối. Bởi vậy, thấm đẫm tình người và hồn quê, càng nắng mưa, sương gió, càng nồng nàn, hòa quyện thân thương. Nông nghiệp Việt Nam vốn mang dáng dấp một nước nền công nghiệp lúa nước. Bao đời nay, cho nên cây lúa gắn bó, gần gũi với người Việt, hồn Việt là lẽ dĩ nhiên. Thì như vậy chúng ta đã vừa tham khảo qua cái dàn ý và cái một vài văn mẫu về đề tài cây lúa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái đề, đó là một loài động vật hay vật nuôi ở quê em, loài trâu. Thì dần bài thì chúng ta mở bài chúng ta cũng sẽ giới thiệu vấn đề đó, thuyết minh về con trâu. Thân bài thì chúng ta nêu nguồn gốc của con trâu Việt Nam là thuộc trâu đầm lầy, con trâu Việt Nam là trâu được thuần hóa. Đặc điểm của trâu thì trâu là động vật thuộc lớp thú. Lông trâu có màu xám, xám đen, trâu có thân hình vạm vỡ, thấp, ngắn, bụng to, mông dốc, đuôi dài, thường xuyên phe phẩy, bầu vú nhỏ, sừng hình lưỡi liềm. Mỗi năm trâu đẻ mỗi lứa và mỗi lứa thì đẻ một con. Lợi ích của trâu thì trong đời sống vật chất thường ngày, trâu giúp người nông dân trong công việc đồng áng, cày, bừa. Trâu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá đối với người nông dân. Trâu có thể lấy thịt, da của trâu có thể làm đồ mỹ nghệ.
Trong cái đời sống tinh thần thì trâu là người bạn thân thiết của người nông dân Việt Nam. Trâu là tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp của tuổi thơ, trăng trâu thổi sáo, cưỡi lưng trâu. Trâu có trong các lễ hội ở Việt Nam, hội chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Phòng, lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên, là biểu tượng của SEA Games 22 Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam. Kết bài thì chúng ta sẽ tổng kết vấn đề. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi một bài văn mẫu. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi vừa. Bao đời nay hình ảnh con trâu đã trở nên gắn bó với người nông dân Việt Nam. Trâu Việt Nam là trâu rừng thuần hóa thuộc nhóm trâu đầm lầy và thường sống ở miền khí hậu nhiệt đới. Thân hình thì vạm vỡ nhưng thấp, ngắn, bụng to, da dày màu xám đen, nhưng vẫn tạo cảm giác mượt bởi bên ngoài được phủ một lớp lông mềm. Điều đặc biệt ở trâu mà không thể không nhắc đến đó là trâu thuộc họ nhai lại. Quanh năm suốt tháng, trâu cùng người chăm lo việc đồng áng, vì vậy người nông dân coi trâu như người bạn thân thiết nhất của mình. Trâu to, khỏe, vạm vỡ lại chăm chỉ, cần cù, chịu thương, chịu khó nên thường gánh vác những công việc nặng nhọc của nhà nông. Từ sáng đến sớm tinh mơ, khi mặt trời còn ngái ngủ, trâu đã cùng người ở trên đồng cạn rồi lại xuống dưới đồng sâu. Cho đến khi ông mặt trời mệt mỏi sau một ngày làm việc, chuẩn bị đi ngủ, trâu vẫn miệt mài bên luống cày. Nhờ sống căng tràn trong từng bước đi vững chắc nhưng chậm chạp của trâu. Trâu là nguồn cung cấp sức kéo quan trọng, lực kéo trâu của trung bình trên đồng ruộng là 70-75 kg, tương đương với 0,36-0,1 mã lực. Trâu loại A một ngày cày được 3-4 sào bắc bộ, loại B khoảng 2-3 sào và loại C là khoảng 1,5-2 sào. Trâu còn được dùng để kéo rồ chở hàng. Trên đường xấu thì trâu có thể kéo tới trọng tải là 400-500 kg. Đường tốt là 700-800 kg. Còn trên đường nhựa với bánh xe hơi thì tải trọng có thể lên đến 1 tấn. Trên đường đồi núi, trâu kéo từ 0,5-1 mét khối gỗ trên quãng đường từ 3-5 km. Khỏe như vậy nhưng bữa ăn của trâu rất đơn giản, chỉ là rơm hoặc cỏ. Trâu cũng là một trong những nguồn cung cấp thực phẩm cho con người. Thịt trâu có hàm lượng đạm khá cao, hàm lượng chất béo thấp. Sữa trâu có tính năng cao trong việc cung cấp chất đạm, chất béo. Da trâu làm mặt trống làm giày, sừng trâu làm đồ mỹ nghệ như lược, tù và. Không chỉ góp phần quan trọng trong đời sống vật chất của người dân, trâu còn có mặt trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Từ xa xưa, trâu hay còn gọi là ngưu, sửu đã có mặt trong 12 con giáp. Con trâu trở thành con vật gắn liền với tuổi tác con người. Người mang tuổi con trâu thường chăm chỉ, cần cù, thậm chí vất vả. Trong đời sống văn hóa tinh thần, trâu còn là một vật thiêng liêng, vật thiêng dùng để tế lễ thần linh trong những ngày lễ hội cơm mới, lễ hội xuống đồng. Trâu còn gắn liền với những lễ hội đình đám như lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Những chú trâu được chăm sóc và luyện tập rất chu đáo. Con nào con nấy vạm vỡ, sừng cong như vòng hình vòng cung, nhọn quắc, da bóng loáng, mắt trắng, tròng đỏ chỉ chờ vào sân đấu. Trong tiếng trống rục rã, trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, hai con trâu lao vào nhau mà hốt mà chọi. Ngoài ra, chúng ta còn có lễ hội đâm trâu. Đây là phong tục tập quán của một số dân tộc ở Tây Nguyên. Con trâu bị giết được đem xẻ thịt chia đều cho các gia đình trong buôn làng, cùng liên hoan mừng một vụ bà hè, một vụ bội thu. Hình ảnh con trâu còn in đậm trong ký ức của mọi đứa trẻ ở vùng quê. Chắc ai không thể quên Đinh Bộ Lĩnh, người làm nên kỳ tích thống lĩnh 12 sứ quân, đã có một tuổi thơ gắn bó với chú trâu trong trò đánh trận giả hay trò đua trâu đầy kịch tính. Chắc mọi chúng ta đều có một lần bắt gặp những hình ảnh rất đặc trưng, rất nên thơ của làng quê Việt Nam. Đó là hình ảnh chú bé một đồng ngồi vắt vẻo trên lưng trâu đọc sách, hay hình ảnh các chú bé đang ngồi trên lưng trâu nghiêng nghiêng
cái đầu trái đào với cây sáo trúc. Những hình ảnh tuyệt vời đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho những nghệ nhân làng tranh Đông Hồ và cũng là những nguồn cảm hứng cho các tác giả dân gian. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Cái cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Trong những năm gần đây, chú trâu đã vượt ra khỏi lũy tre làng, tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao. Với hình ảnh trâu vàng trong SEA Games 22, trâu không chỉ là giống vật nuôi quen thuộc của người nông dân Việt Nam, mà đã trở thành hình ảnh thú vị đối với bạn bè quốc tế. Con trâu đã trở thành biểu tượng cho sự trung thực, cho sức mạnh và tinh thần thượng võ. Từ hình ảnh chú trâu vàng, các sản phẩm trâu tập võ, trâu chạy marathon, trâu đội nón rất ngộ nghĩnh, độc đáo đã ra đời. Ngày nay, nhiều loại máy móc hiện đại đã xuất hiện trên cánh đồng Việt Nam, nhưng con trâu vẫn là một con vật không thể thiếu đối với người nông dân. Hình ảnh con trâu cần cù, chung thủy mãi mãi in sâu trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Nói như vậy thì chúng ta vừa theo dõi về cái đề là con vật nuôi, vật nuôi trong gia đình, thì ở đây là chúng ta nêu về con trâu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái đề nữa, đó là đề một nét đặc sắc trong di tích thắng cảnh quê em, vẻ đẹp thắng cảnh chùa Hương. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lập cái dàn ý mở bài, thì chúng ta sẽ giới thiệu về di tích thắng cảnh đó và cái nét đặc sắc mà em muốn nói tới là vẻ đẹp thiên nhiên của chùa Hương. Thân bài thì chúng ta sẽ giới thiệu chung về cái vị trí địa lý toàn bộ của khu vực chùa Hương. Dãy núi đá vôi tồn tại hơn 200 triệu năm, mang vẻ đẹp kỳ thú đó với những cái tên gọi mang cái tính bí ẩn như núi Lâm, Ly, Quy, Phượng. Suối không sâu nhưng quanh co uốn lượn bồng bềnh, động thực vật phong phú quý hiếm tạo nên cái môi trường sinh thái độc đáo đa dạng. Các hang động huyền bí, ảo diệu, những ngôi chùa đầy màu sắc tâm linh. Rồi chúng ta sẽ nêu cái khung thắng cảnh chùa Hương được hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên của đất trời, có núi sông, có hang động và có chùa chiền, một khung cảnh kiến trúc hoài hòa giữa thiên nhiên và con người. Phần kết bài thì chúng ta sẽ nêu cái cảm nghĩ về cái sự tự hào về di tích thắng cảnh, vân vân. Thì ở cái đề này chúng ta sẽ dựa vào cái dàn ý, thì chúng ta sẽ tự làm cho mình một cái bài văn hoàn chỉnh hơn. Như vậy đến đây thì các em đã vừa cùng cô theo dõi ngữ văn lớp 9. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đồng thời đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.